cho mượn tài khoản. Bây giờ tôi chuyển tiền cho bà, rồi bà ra ngân hàng và rút tiền, xong cái bà đưa cho đối tác của tôi. Bà giúp tôi nha. Dạ, chuyện là đối tác của con á có kêu con gửi cái số tài khoản qua để mà chuyển tiền cho con, nhưng mà con đang còn chưa làm ăn, hạt nổi chứng minh của con nó mất, chưa có làm lại nữa. Con xin hỏi một chú chứng minh á để con hỏi cái tài khoản ngân hàng để giúp. Vì món lợi trước mắt mà xong việc á, con gửi chú 20% nha chú. Bây giờ tôi sẽ chuyển cho bà 100 triệu, rồi bà rút tiền mặt ra và đưa cho khách của tôi chỉ 90 triệu thôi, còn 10 triệu á phải giữ lại nghe. Họ sập bẫy như thế nào? Phiên Cảnh Giác 16:40 chủ nhật ngày 4/7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị và các bạn đón xem.